là vui được đón tiếp một vị khách hàng đã dinh cho mình ngay một chiếc xe điện Zoma XS đèn vuông mọi người nhé. Và cảm nhận của cháu thế nào khi cháu chọn chiếc Zoma XS đèn vuông này để đi nhỉ? Cháu thấy vui với sướng ạ. Sướng đúng không? Và tại sao cháu lại chọn mẫu này? Tại vì thấy nó đẹp ạ. Nó đẹp đúng không? Đó, thực sự là các bạn đã thích rồi thì những mẫu khác thì cũng không thể nào mà vượt qua nổi. Cái mẫu Zoma XS đèn vuông này mọi người biết không? Nó rất là đẹp, nó rất là có một cái gì đấy, nó rất là hầm hố này và trông nó rất là khỏe khoắn mọi người nhá. Mọi người để ý không? Cái này này, cái mặt nạ của nó là mặt nạ cong. Đó, nên là nó sẽ rất là, nhìn cái xe của nó rất là đẹp, hầm hố và trông nó rất là khỏe xe. Và đây cũng là cái dáng mà Minh Nhật bán chạy nhất trong năm 2023 vừa rồi mọi người nhé. Đó, và cháu yêu tên là gì nhỉ? Tên là Yến Nhi ạ. Tại sao cháu lại chọn Minh Nhật là để mua xe nhỉ? Bởi vì thấy là này nhiều người giới thiệu với lại chất lượng. Chất lượng, đó mọi người ạ, bạn được những vị khách hàng khác giới thiệu mọi người nhé. Và bạn ấy cũng biết rằng là Minh Nhật thì bán xe rất là chất lượng, nên là bạn ấy đã chọn Minh Nhật làm địa chỉ mua xe. Ok, cảm ơn cháu yêu và cháu nhớ rằng là chúng ta cứ 6 tháng bảo dưỡng xe một lần nhé. Vâng ạ. Ok, chúng ta chào khán giả nào.